7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, về động tác đầu tiên các bạn sẽ đặt tay cho mình nhé. Hai tay đập vào này. Đập một phần đập ra nhé, chứ không phải giữ lấy động. Ok, đập ra đập và sát. Ok, sau đó tay đưa ngang này. Tay phải đưa lên, đầu người tay trái sẽ hơi đưa xuống như thế này. Ok, sau đó giật về. Đổ lên, and giật về. Vì cho mình, lúc các bạn lên, đưa tay lên thì nhẹ thôi. Sau đó giật về, giúp phát lên. Hai lần, thôi nha. Rồi, vì cho mình hãy tay đưa ra, là. Ok, sau đó này, hai tay lại đập hai lần nữa. Và đang chéo mình xuống như này. Nó xuống, đó là tay nhá. Còn không, thì các bạn chỉ cần nhún chân, đánh không có phải, trái, phải, trái. Lưu ý ở động tác này, khi đánh không có phải, nhìn kỹ cho mình ấy, đầu gối chân trái các bạn sẽ nhấc cao hơn, nhưng không hẳn là phải nhấc cả gót lên đâu nhá, chỉ là cao hơn thôi. Đây như thế này, đó, đầu gối bên chân trái thì sẽ ở phía trước hơn. Rồi đánh không có trái thì ngược lại, đầu gối chân phải sẽ luôn phía trước hơn. Đây, chân phải này, không trái này, không phải này, không trái này, rồi, ok. Rồi bây giờ các bạn sẽ kết hợp tay với hông nhá, tay với chân. 5, 6, 7, 8, and 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, rồi xong. Tiếp theo này là tiếp theo, đứng thẳng lên, người sẽ hơi đẩy ngực lên phía trước và sóng nhẹ về. Rồi đồng thời tay phải mình sẽ xoay ba vòng đúng vòng sang phía ngoài này. And tap. Sau đó là một vòng người đã làm cái sóng nhẹ. Và sau đó này, hốt tay xuống thì người sóng rõ hơn một chút. Sóng rõ hơn hai lần nữa. Thế là xong, bây giờ cùng người động tác vào này. 5, 6, 7 và mình luôn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, nhanh nhạc. 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7, 8. Mình đứng xuống gần chó phần, có thằng uống đôi rót, chơi chưa tới hồi kết, thế là say nâu số thằng chết.